Sáng ngày 3 tháng 8, tại Ủy ban nhân dân xã Bình Dương, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho 274 đại biểu của huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc và Tam Dương. Tại hội nghị, các đồng chí là tổ trưởng tổ liên gia tự quản và cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn của huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc và Tam Dương gồm đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh chủ tịch hội chữ thập đỏ chủ tịch hội người cao tuổi bí thư tri bộ trưởng thôn trưởng ban công tác mặt trận phó bí thư tri bộ phó trưởng thôn thôn đội trưởng tri hội trưởng các tri hội người cao tuổi cựu chiến binh phụ nữ nông dân chữ thập đỏ bí thư tri đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh công an viên bán chuyên trách được thông tin các nội dung về tình hình tội phạm vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, những phương thức, thủ đoạn, đặc điểm nhận biết và các phòng tránh đối với loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, kết quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn của lực lượng chức năng đối với tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đồng thời, tuyên truyền thực hiện tốt nội dung 402 giác, thông qua hội nghị trang bị cho lực lượng cơ sở những kiến thức cơ bản, thiết thực về các quy định của pháp luật trong phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nói riêng phương thức thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội tiến tới hạn chế và loại bỏ các nguyên nhân điều kiện mà các đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng góp phần xây dựng đời sống văn hóa phát triển kinh tế xã hội giữ gìn bình yên cuộc sống nhân dân trên địa bàn